Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên giả, tác giả Vong Ngữ, chương 511, xuất thủ. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ở bên cạnh một cỗ truyền thống trận trong chân không điện Phù Tăng Đảo có một mặt gương tròn màu bạc nhỏ xinh đơn lửng ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn thì thoảng lại phản xạ ra ánh sáng bạc chói mắt nhìn bề ngoài mặt gương này không khác gì so với mặt gương khác trong tay của kim vân tiên tử dưới gương tròn này là làm tù sĩ ngồi xếp bằng điều tức khí thức uyên thâm người cầm đầu có tướng mạo khôi ngô hàng lúc mày màu vàng vô cùng uy nghiêm là đạo chủ phù tăng đảo vạn thiên nhân mà viên minh từng nhìn trộm qua sau lưng của vạn thiên nhân là ba người một đại hán mặc áo xanh chán rộng mắt ưng ánh mắt lạnh lùng một nữ tử mặc váy trắng thanh lịch trang nhã nhìn như thể một vị tiểu thư khỏe các người cuối cùng là một nam tử cao chừng hai trượng thân thể béo tròn tầng thịt mỡ sắp chồng lên nhau như một ngọn núi thịt ngoài ba người này còn có một nam tử trung niên mặc áo đỏ ngồi cạnh vạn thiên nhân người này chừng 30 tuổi hàng lông mày đỏ rực hai mắt màu vàng thi thoảng lại lóe lên tia sáng vàng kim người này tản ra dao động pháp lực thuộc tính hỏa cực mạnh mẽ cả người như thể tùy thời bốc cháy hóa thành lửa cháy ngút trời bốn người còn lại thi toàn lại quét mắt nhìn qua người này đột nhiên tấm gương bầu bạc giữa không trung ngừng chuyển động nó khẽ rung lên rồi các mặt vốn trông rỗng cho xuất hiện một vòng xoáy nốc trong thoáng chốc tiền địa linh khí chung quanh như một lực lượng vô hình hút lấy không ngừng đổ về phía mặt gương tròn hư không đã hình thành nên một vòng xoáy linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Làm người bên dưới lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, vẻ mặt khác nhau nhưng vẫn chưa có người nào ra tay. Linh khí không ngừng ùa vào, mặt gương cũng không ngừng biến lớn. Chỉ trong thoáng chốc, tựa như gương tròn đã hút đủ linh lực, kích thước cũng đã lớn tới chừng một tòa nhà. Vòng xoắn ốc trên mặt gương mới biến mất, thay vào đó là hình ảnh cung điện chỗ sân cốc trong bí cảnh trong đó có cả hình ảnh viên binh trong đám tu sĩ kết đan đang tụm làm tụm bạc trước cửa điện khổng lồ ra sức thúc giục pháp bảo trong tay công kích và màn sóng phòng hộ ba màu bao phủ tòa điện mặt ngoài màn sóng phòng hộ không ngừng xuất hiện cỡ sóng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu không chống đỡ nổi hiển nhiên dù công kích của các tu sĩ kết đan để không yếu nhưng vẫn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mới mong phá vỡ được màn phòng hộ này làm người này không nhìn những tu sĩ kết đan kia mà chỉ nhìn vào tam tiên điện ở trên mặt gương ánh mắt lập lòe ánh sáng <laughs> tốt rất tốt lúc trước tổn thất nhiều những người như vậy vẫn không tìm ra được tam tiên điện vậy mà bọn họ lại phát hiện ra được đào chủ phù tăng đảo vạn thiên nhân cười to liên tục nói bà chữ tốt <laughs> nhờ diệu kế của vạn huynh thay vì chúng ta lên bạo người dò đường không bằng để các đào khác xuất ra nhân lực dù sao bọn họ cũng chỉ là kết đàn Cơ duyên lớn nhất không phải sẽ do mấy người chúng ta phân chia nhau hay sao Đại hắn mặc áo xanh phía sau vạn thiên nhân vỗ tay cười nói Người này chính là đào chủ Kim Ngao Đảo, Cốc Huyền Dương Nữ tử vai trắng kia là đào chủ không linh đảo, Mộ Dung Vũ Yên Còn người mập tròn ở bờ bên kia là đào chủ địa hòa đảo, Thổ Thế Hùng Mộ Dung Vũ Yên khẽ gật đầu mỉm cười một cái, thản nhiên nói buồn cười những kẻ kia còn thật tưởng rằng bọn họ liên hợp lại mới khiến cho chúng ta không thể nhượng bộ mỗi đảo phái muốn nhân hạch tâm của mình đi tìm chết lại còn tính toán để có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt nữa thổ thế hùng thì nhào mắt lại thịt mỡ ở trên mặt thời run rẩy cười mà không đói đúng lúc này nam tử trung niên mắt vàng mặc áo đỏ chợt mở miệng nói được rồi muốn nói gì thì để sau đi lúc này tam tiên điện đã hiện thế chúng ta vẫn mau chóng phá cấm chế ở bên ngoài điện để tránh đêm dài lắm mộng nghe vậy thì bốn đảo chủ phu tăng đảo đồng ý sau đó mỗi người đều bấm pháp quyết đánh ra từng đạo pháp quyết vào mặt gương màu bạc cùng lúc đó mặt gương tròn màu bạc phía trên tám tiên điện trong bí cảnh bỗng xuất hiện từng đạo linh quang trói mắt mỗi đạo linh quang tản mát ra khí thức vượt xa đám người viên minh không chút lưu tình đánh về phía màn phòng ngộ ba màu cầu kích bậc này là tu sĩ nguyên anh xuất thủ ai Về mình thấy vậy đồng tử trong mắt co rút lại đồng thời hô nhẹ một tiếng hắn cũng nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 trường mắt nhìn bảo kính màu bạc giữa không trung đồng thời lại liếc nhìn kim vân tin tử một cái đám người long trùng trung linh cũng luống cuống kinh hãi đồng loạt dừng tay rồi lui về phía sau kéo dài khoảng cách với bảo kính màu bạc mặc dù thiên bảo đạo nhân thổ thắng cũng dừng công kích nhưng nhìn về mặt bình tĩnh tựa như đã có dữ liệu chuyện này rồi. Linh quang trước bầu trời càng lúc càng rơi xuống nhiều, hào quang lập lòe, sông khí cuồn cuộn, màn phòng ngộ dung chuyển dữ dội đã xuất hiện bên đất. Cùng trong khoảnh khắc này, một tia chấn động vô hình ở bên trong tam tiên điện tuôn ra, xuyên thẳng qua màn phòng hộ, đào qua thân thể chúng tu rồi biến mất ngay ở giữa sơn cốc. Tất cả tu sĩ kết đàn trước tam tiên điện đều không có ai nhận ra, chỉ trừ viên minh. Hàn những mày quay đầu nhìn về phía sơn cốc sau lưng sau vài nhịp thở tiếng thú giống gào như sấm vang vọng cả sơn cốc vào lúc này cánh cổng ánh sáng ở ngay lối vào lại một lần nữa chấn động đại trần phòng gắn gần đó bị rung chuyển linh quang ba màu cũng theo đó bộc phát ra lần này linh quang ba màu không huyễn hóa thành hình núi nữa mà là ngưng tụ thành hình hư ảnh của tam tiên điện ngay cả tình huống trước cửa điện lúc nãy cũng hiện lên mù mờ có điều so với hình ảnh hiện ra trong mặt cương bầu bạc trên đầu đám người vạn thiên nhân thì hình cảnh này mơ nhạt nhiều lắm. Đây sao? Xem ra đám kim vân thiên bảo tìm được cửa vào tam tiên điện rồi. Lữ trưởng phòng hưng phân đứng lên, lão già họ kỳ, si phu nhân và thổ sơn cũng lộ vẻ vui mừng. Phù tăng đảo có bốn đảo chủ trì và vỡ lối vào tam tiên điện không vấn đề. Đáng tiếc ta đã là tu sĩ Nguyên Anh, không thể tiến vào bí cảnh nếu không làm sao phải phiên toái như vậy lão già họ kỳ tiếc hận thở dài nói sao bốn vị muốn tiến vào bí cảnh nhờ cũng không phải là không có cách chỉ cần bốn vị phối hợp một chút một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ phía sau lão già họ kỳ truyền đến tựa như có người đang gián sát thân thể lão nói chuyện lão già họ kỳ hoảng sợ tung người bay về phía trước trong cơ thể cũng thoáng cái sáng lên mấy phần màn sáng nhưng mà đã có một cánh tay màu trắng xuyên qua mấy tầng màn sáng như đồng qua tờ giấy trắng thẳng vào đan điền thò ra trước người lão làm ngón tay trắng muốt như ngọc nắm chặt một tiểu nhân màu xanh lão già họ kỳ nhìn phần bụng của mình bị bàn tay xuyên qua hai mắt trộn lên trên mặt chỉ toàn là vẻ không thể nào tin nổi Theo niên mắt trắng lông mày trắng chẳng biết đã xuất hiện sâu lưng lão già họ kỳ từ lúc nào hàn khí cường đại bộc phát ra từ bàn tay của y cả người của lão già họ kỳ vang lên tiếng rắc rồi bị đồng cứng thành pho tượng băng. Người là ai? Lưỡi chồng phong kinh hãi, há mồm phun ra một thanh đại kiếm màu vàng chém về phía thiếu niên kia. Tám hư ảnh mãnh hồ từ thân kiếm tràn lên, phát ra tiếng hồ gầm vang vọng khiến cả đại điện đều rung chuyển. Bát hổ kiếm Thiếu niên có lông mày trắng những mày, đưa tay điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một ngọn rùi băng dài hơn một thước, ngay đón đại kiếm, Hàn khí ngập trời từ bên trong rùi băng tàn ra Hình thành nên một tầng sương lạnh mỏng Có thể thấy được bằng mắt thường Đại kiếm màu vàng còn chưa tới Thì tám hư ảnh mãnh hổ đã vọt tới trước Lại bị sương lạnh vây khốn Không cách nào tiến thêm được Chỉ nghe một tiếng vàng đinh thật nhỏ Mỗi kiếm màu vàng đã bị rùi băng đỡ được Ngăn ở cách y hai thước Mặc cho đại kiếm màu vàng màng Theo khí thức như thủy chiều kéo đến Mãnh liệt như thế nào Thì cũng không thể tiến tới thêm được một chút nào nữa Si sì phu nhân và cả thổ sơn đều giật mình, thầm đoán được thiếu niên lông mày trắng này có thực lực kinh người, cũng không phải là kẻ thiện gì nên lập tức xuất thủ. Si sì phu nhân vùng tay ngọc lên, trên đầu bay ra một cây châm ngọc trong suốt. Tích tắc sau đó đã biến lớn gấp mấy chục lần, hóa thành một cây châm ngọc cực lớn màu xanh hướng về phía thiếu niên kia vẽ một đường cong. Vô số ngọn lửa màu xanh từ bên trong châm ngọc phóng ra, những nơi ngọn lửa đi đi qua, không khí vặn vẹo méo mó, gọi lửa nhìn như hỗn loạn nhưng lại ẩn ẩn liên kết với nhau hình thành một cái lồng giam lớn gần như bịt kín đường lui của thiếu niên lông mày trắng này cùng lúc đó thổ sơn đặt hai tay xuống mặt đất lòng bàn tay chật lóe lên một tầng hoàng quang màu vàng mặt đất ở trên đại điện đều hòa tan đi cả đại điện đã hóa thành một vùng đầm lầy màu vàng mười mấy bàn tay cực lớn màu vàng từ bên trong đầm lầy thỏ ra từ bốn phường tám hướng đồ dồn về chụp lấy thiếu niên kia không huyễn truyền luân diệu sinh tầm pháp và nê lê huyền công quả nhiên cao mình nếu mộ dung yên vũ cùng với thủ thế hùng thi triển thì ta còn e rẻ vài phần hai kẻ phế vật bất thành khí các người cũng dám múa dìu có mất thử quá là coi thường ta rồi giọng nói vang rền như chuông đồng rơi xuống đồng thời một bóng người cao lớn hiện ra ngay giữa đại điện đưa tay đập ngang hai bàn tay to màu đỏ lòm chợt xuất hiện khiến cả đại điện đều bị chiếu rọi thêm màu đỏ rồi đào qua người thiếu niên lúc mày trắng thoáng cái đã đánh tắt gọn lửa đây chơi cùng với bàn tay to màu vàng theo đó hai bàn tay kia chợt biến mất lúc lóe lên thì đã hùng hãn ấn thẳng lên linh quang hộ thể của si phu nhân và thổ sơn si phu nhân và thổ sơn không còn kịp phát ra một tiếng kêu thảm thì cả thân thể đã nổ tung hóa thành hai đám huyết vụ nguyên ảnh của hai người bắn ra trên khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ sợ hãi rơi phía sau lưỡi trưởng phong lúc này kẻ cao lớn kia cũng hiện rõ diện mục là một đại hán khôi ngô dâu thẳng như kiếm khí thế ngập trời nguyên vô cực sao người dám ra tay với chúng ta chẳng lẽ đã quên mất ước định giữa phù tăng đảo và lộng chiều tán minh các người rồi sao lữ trưởng phòng lớn tiếng quát thoạt nhìn rất bối rối cùng lúc đó một con đom đóm màu xanh lá cây từ trong lòng bàn chân của y chui ra lặng lẽ không một tiếng động chui xuống lòng đất một tiếng cười lạnh vang lên một nam tử tóc đỏ khác xuất hiện trong đại điện quài trượng màu đỏ tươi trong gai gã nặng nề nện xuống mặt đất vách tường và mặt đất của đại điện trượt nổi lên một tầng gai sáng đỏ rậm đậm đặc hình thành một kết giới màu đỏ xen lẫn trong đó là một luồng sát khí màu đen còn đom đóm mà lữ trường phong vừa chạm vào tầng kết giới đó đã vang lên một tiếng xì rồi biến thành nước máu huyết giới tôn giả sắc mặt của lữ trường phong biến đổi cả người bay ngược về sau tay vùng về phía trước mấy chục hạt đậu từ đó bay ra lóe lên thành mấy chục lưỡi trưởng phong tất cả đều tản mắt ra thực lực kết đan đồng loạt nèo về phía nguyên vô cực và nắm tử tóc đỏ nhưng lưỡi trưởng phong này đều nắm trong tay bát hổ kiếm từ trên không trùng đánh xuống mấy chục đạo kiếm khí từ trên trời bổ xuống tiếng hổ gầm vang âm thanh chấn đến trời cao hư không âm âm rung chuyển như thể bị kiếm khí khắp nơi xé rách chương Lâm trăm mười hai không đổi bước Hả? À, tát đậu thành vinh. Huyết giới tôn giả kêu nhẹ một tiếng, trên mặt lại không có quá nhiều biến hóa, cánh tay nâng lên, quay trượng trong tay đại thịnh huyết quang. Ai, à, cứ từ từ. Đê tiểu ngũ đến, vừa vặn thử một chút uy lực của phòng tuyết kiếm vừa mới luyện thành. Nguyên vô cực đưa tay cản, thiếu niên mày trắng nghe vậy, thân hình bay vút lên, lòng bàn tay phải hiện lên bạch quang, lăng không có thêm một thanh trường kiếm màu trắng dài ba thước và một cỗ hàn lý cường đại lan tràn ra. Thiếu niên giơ cánh tay lên, cầm kiếm lăng không vùng tới. Một cỗ hàn khí ngập trời bộc phát, trong hư không lập tức kiện ra bông tuyết bay đầy trời, cuốn theo cuồng phong loạn vũ. Các nơi trong đại điện, từng cái băng trụ, băng chùy thô to, toàn bộ đại điện hóa thành một mảnh thế giới bằng tuyết, thế giới huyết sắc cũng bị đồng kết. Bát hồ kiếm khí tràn ngập hư không trong nháy mắt bị đồng kết, ngưng kết ở giữa không trung, mấy chục lũ trưởng phòng cũng bị hàn khí ăn mòn hóa thành mấy chục băng nhân nguyên anh của si sì phu nhân và thổ sơn tránh lui không kịp bị đông trong một cây băng trụ không thể động đậy lữ trưởng phòng đã lui ra phía sau hơn 10 trượng bàn thế vẫn bị hàn khí xâm nhập mặc dù không bị đông tình tượng băng nhưng nửa người đã kết băng gương mặt phát xanh động tác chậm lại rất nhiều xưa này nghe đại trưởng lão của phù tăng đảo lữ trường phong thực lực cao cường năm đó dựa vào một thanh bát hổ kiếm quật ngang 36 đảo đông hải hôm nay gặp mặt cũng chỉ như vậy một hồi tiếng nỉ non làm lòng người tê dại khẽ vang lên ở bên tai lữ trường phong một mỹ phụ cao gầy tóc tím mắt tím chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng gã Hay tay nhẹ nhàng đè lên vai của lữ trường phong lữ trường phong hoảng hốt lập tức bắn người về phía trước nhưng mà hai vai trở nên chết lặng cứng ngắc tựa như hóa đá, nhanh chóng lan tràn đến các nơi khác. Lữ trường phong kinh sợ, tay phải bỗng nhiên dâng lên một kỹ yêu khí cường đại, rót vào thân thể gã. Cả. Cảnh giới pháp lực gã đột nhiên tăng mạnh, trong chớp mắt đột phá tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, hai vài hóa đá cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Thấy lữ trường phong tiếp tục phi độn tới trước, trong mắt của mỹ phụ tóc tím lướt qua một tia kinh ngạc. Hai tay áo khép lại, hơn mười đạo hoàng tuyến trong tay bắn ra, lại là mười mấy con côn trùng dài nhỏ như run phóng tới hơn mười trưởng, nhào nhào rơi vào các nơi trên thân thể của lữ trưởng phong lữ trưởng phong lại một lần nữa hóa đá lần này không thể ngăn cản được mấy nhịp thở sau đã biến thành một tòa băng điều chân tay cứng ngắc bộ mặt không thể động đậy chớ giết hắn lữ trưởng phong này về sau còn hữu dụng mà người này tập được hai môn thần thông tác động thành binh và kim quỷ ngựa thú thuật trong kim quỷ thiên thừa nhớ kỹ dùng nhất tâm cổ độc móc ra nguyên vô cực chậm rãi mở miệng nói vâng mỹ phụ tóc tím đáp ứng một tiếng phất tay áo đỡ lấy lữ trưởng phòng hóa đá rời xuống quyết giới tôn giả đi tới trước nguyên anh của si phu nhân cố với thổ sơn quyết sắc quải trượng điểm ra hư không một cỗ huyết quang quân lấy hai nguyên anh kéo cả hai từ trong băng trụ đi ra hai nguyên anh vừa mới thoát khốn lập tức thì pháp muốn trốn ra ngoài nhưng dưới huyết quang bao phủ căn bản tránh cổng thoát. Huyệt tới tôn giả lè lưỡi liếm mồi một cái, lộ ra nụ cười như dã thú. Tiếp theo trong miệng phun ra một cỗ huyết quang, Quần lấy hai nguyên anh một ngụm nuốt vào. Trên người của gã nổi lên một tầng huyết quang xen xệt, hai con người nổi lên từng tia từng tia huyết sắc, quanh người quấn quanh sát khí ngập trời, lại đồng đậm hơn trước mấy phần. Trong ánh mắt của mỹ phụ tóc tím nổi lên một tia kiên kỵ, vô thức lùi ra vào sau mấy bước. Nguyên vô cực không để ý tới những người khác, nhanh chân đi vào trong đại điện, nhìn về phía quang môn bến ảo. Đại ca, hiện tại đi vào sao? Dựa theo thương nghị trước đó, không phải là chờ tin tức tam ca à? Theo niên mày trắng đi tới hỏi. Cần cứ vào tình huống trong cánh cửa qua ngành, vạn thiên nhân đã đưa nhị tướng kính cho những đệ tử kết đan tiến vào bí cảnh kia. Do đó, cửa vào tam tiên đảo chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra, để lâu đêm dài lắm mộng vẫn nên màu chóng đi vào thôi. Nguyên vô cực nói, bên ngoài thân thể hiện lên một tầng huyết quang, hóa thành một bộ giáp màu đỏ. Bất ngờ chính là huyết dụng giáp trụ. Khác với bộ huyết dụng giáp trụ của ô lỗ, huyết dụng giáp trụ của nguyên vô cực lại có thêm một mặt nạ đỏ ngòm dữ tợn, thoạt nhìn như thể ác quỷ từ bên trong địa phủ đi ra. Khí thực cực lớn của nguyên vô cực nhanh chóng yếu ớt hóa thành kết tan hậu kỳ. Ngay sau đó, thiên niên mày trắng cũng lẩm bẩm nói tung điệm chú ngữ bên ngoài thân thể lóe lên màu máu vậy mà cũng hiện ra một bộ huyết dũng giáp trụ khí thức cũng giảm nhiều huyết giới tôn giả và mỹ phụ tóc tím đều triệu hồi do huyết dũng giáp trụ tù vì cũng lập tức từ nguyên anh hạ xuống kết đàn nguyên vô cực lấy pháp khí chức vật của bến bốn người lưỡi trưởng phong ra bốn cái khai ngọc màu trắng bấm niệm pháp quyết tôi động rất nhanh giải khai phong ấn của cửa quang ảnh bốn đạo huyết quang bắn ra lóe lên một cái rồi biến mất chui vào bên trong quang môn cánh cửa quang ngành không bị phong ấn phóng xạ ra ngoài một cỗ sóng ánh sáng chói mắt trùng kích trên vết tường đại điện đại điện lắc lư không thôi trên vách tường nổi lên đạo đạo vết dạn tòa đại điện này là uyển cử tộc kiến tạo rất kiên cố mà ngầm ở đáy biển nhiều năm đã sớm bị ăn mòn hơn phân nửa chỉ còn một cái xác rỗng quang môn bắn ra liên quang càng ngày càng mạnh mấy nhịp thở sau đại điện chịu đựng vượt qua cờ cạn đã hoàn toàn sụp đổ nước biển phía ngoài chảy ngược vào lại bị linh quang của quang môn ép ra chỉ là quang môn bắn ra linh quang không theo quy luật nào nước biển gần đó bị quấy cho lóc trời lở đất dần dần hình thành một cái vòng xoáy ở đáy biển không ổn định khiến toàn bộ của di tích dưới đáy biển rung chuyển không thôi vào thời khắc này hư không dao động cùng một chỗ một đạo thân đảnh bầu bạc mơ hồ xuất hiện gần quang môn người này tựa như cơ thể hư huyễn mặc cho nước biển chung quanh chảy loạn, vẫn không bị mảy may ảnh hưởng. Hay, à, vốn muốn đi thế giới hải ngoại nhìn xem, không ngờ vậy mà có thể gặp được tam tiên đỏ xuất thế, cơ duyên này không thể bỏ qua. Thân đỉnh bầu bạc hưng phấn tự nói một câu, rồi thân đỉnh nghiêng qua cũng độn hướng quang môn. Nhưng bà trong quang môn linh quang đại thịnh trực tiếp ngăn cản ngân ảnh ở ngoài. Trên thân của người này thu lại ngân quang, hiện ra bản thể là một ngân báo năm tử nếu như viên minh ở đây tất nhiên có thể nhận ra ngân báo nam tử này chính là ngân không thụ yêu ngân không của lục dục tôn giả mới vừa rồi những người kia dùng một bộ áo giáp màu đỏ ngòm áp chế tù vi đến cây đàn à là bí cảnh tam tiên đảo này không cho phép tù sĩ cấp cao hơn đi vào ngân không sờ cằm tự lầm bầm hai tay của gã bấm niệm pha quyết ở trên người ấn mấy lần trên đầu sáng lên một điểm ngân quang nhanh chóng vạch thẳng xuống một cái thân thể của gã bị một phân thành hai hai nửa thân hình như chất lỏng nhanh chóng nhúc nhích rồi rất nhanh hình thành hai ngân không khí tức đại giảm rơi xuống cảnh giới cấp ba như vậy hẳn là có thể đi vào hai ngân không bay ra đầu nhập vào quang môn lần này không gặp phải trở ngại mảy may lóe lên rồi thuận lợi bay vào trong bí cảnh bên ngoài tam tiên điện vô số âm thanh thú giống giống như cột lôi vang lên trong sơn cốc đại địa cũng xuất hiện chấn động kịch liệt theo một đám tù sĩ kết đàn sợ hãi nhìn lại nơi xa chỉ thấy cửa vào sườn cốc và trên sườn núi hai bên đều có khói bụi cuồn cuộn bề trong mơ hồ nhìn thấy từng đầu yêu thú cây yêu thú cấp một ăn cỏ cũng có yêu thú cấp 2 đại yêu cấp 3 hình thể khổng lồ cũng không phải số ít những yêu thú này cũng không tranh đấu với nhau mà hội tụ vào một chỗ hình thành một dòng thú chiều lao đến bên này sắc mặt của kim vân tiên tử đột biến quay đầu nhìn thoáng qua tam sắc quang tráo bao phủ ngoài điện trong mắt điện lên vẻ lo lắng hẳn là nơi đây động tĩnh quá lớn khiến đàn thú bạo động làm sao bây giờ thô thắng cho mày thiên bảo động nhân cũng một mặt lo lắng nhìn về phía kim vân tiên tử hiển nhiên lấy kim vân tiên tử như thiên lôi sai đầu đánh đó loại đàn thú bạo động quy mô này bằng vào thực lực của chúng ta căn bản không thể ngăn cản được không bằng chúng ta rút lùi trước Kim Vân Tiên Tử còn chưa mở miệng, Trung Linh đã nói. Không sai, so với bảo vật, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Bạch Lý Trùy cũng gật đầu, muốn thu hồi pháp bảo. Hai người bọn họ vừa nói, những người khác tạm thời không nói gì. Long trùng khung vân cũng đang chống lùi quân. Các vị đạo hữu chớ vội, thật không dám giấu diếm. Lúc trước thông qua gương bạc công kích bản sang cấm chế, chính là bốn vị đạo chủ phù tăng đảo, kim ngao, không linh, địa hòa. Lập tức là có thể phá vỡ, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực ngăn trở những yêu thú này trùng kích, sau một lát, chúng ta sẽ có thể tiến vào trong tam tuyến điện, cùng đạt được cơ duyên to lớn. Kiềm vân tiên tử vội vàng nói, âm thanh trong trèo hữu lực, trong tiếng oanh mình quanh quẩn do công kích vòng bảo hộ. Cùng với đàn thú bạo động ô nào gây ra, vẫn vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người ở đây. Đám người nghe thế thì trên mặt không khỏi lộ ra sự rõ rử. Bọn họ sao lại không đoán ra được cơ duyên phía sau tam tiên điện rất có thể chính là tam tiên đảo lưu truyền nhiều năm kia, so với các linh tài bảo vật trong bí cảnh, các loại cơ duyên giấu ở trên đảo mới là dụ hoặc bọn họ khó mà chống cự. Vừa nghĩ đến đây, vững vàng như ba người trung linh cũng không khỏi động tâm. Dù sao cơ duyên như thế, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ sợ bỏ lỡ lần này, đời này cũng chẳng chắc có cơ hội gặp lại lần nữa. Trừ vị, trời ban cơ duyên đang ở trước mắt, nếu từ bỏ, tất cả cố gắng lúc trước sẽ trở thành bọt nước. Kim Vân Tiên Tử đã nói sau một lát là được. Mọi người không ngại như lúc trước, hợp tác một lần. Thế nào? Thêm bảo đạo nhân thấy thế thì đề nghị. <laughs> Kỳ thật tình huống trước mắt, dù muốn chạy cũng không kịp. Trừ khi các người có thuật động thổ mạnh như ta, có lẽ còn có mấy phần khả năng chạy trốn ra ngoài. Thổ thắng liếm môi một cái, nhếch miệng cười. Long trùng và khung vân nghe vậy thì nhìn về phía viên mình để hắn quyết định. Ánh mắt của viên mình từ trên thân của Kim Vân Tiên Tử thu lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn ẩn ẩn có cảm giác đàn thú bạo động trước mắt, tựa như liên quan tới dao động vô hình từ trong tam tiết điện tuôn ra trước đó. Mặc dù không biết là gì, nhưng tự nghĩ đàn thú bạo động với quy mô như vậy, uy hấp với hắn cũng không lớn. Tam tiên đảo đang ở trước mắt, đây chính là cơ duyên mà ngay cả tu la thượng nhân nằm đó muốn vào mà không được, hắn tự nhiên không muốn cứ thế mà từ bỏ. Thấy ba người viên mình cũng đã đáp ứng, ba người trung linh nhìn nhau một lúc lúc này không do dự nữa đáp ứng hợp tác tốt các vị đạo hữu đông muốn cùng nhau mưu cầu phần cơ duyên trời ban này nhưng như vậy kính xin chớ lưu thủ kim vân tiên tử thấy thế thì trong lòng buông lỏng nói chương năm trăm ba mươi thủ vững chú ý sắp tới rồi ánh mắt của viên mình nhìn về phía bầu trời xa xa nói hắn vừa nói xong nơi xa cuồn cuộn bụi mù bỗng nhiên có từng tiếng hét lớn vang lên từng đầu yếu thú cấp 2 chim cắt hỏa hồng bộ dáng như hùng ưng hình thể lớn gấp 10 lần đã bay trước một bước đến đỉnh đầu đám người từng cơn gió gào thét nổi lên trong mắt hoa hồng chim cắt đồng loạt nổi lên quang mang hỏa diễm cánh vỗ giống như bị thiếu đốt một nửa hai cánh đột nhiên vũ mạnh vô số hỏa diễm như mưa to đánh xuống mặt đất những tiếng ầm ầm vang vọng hỏa vũ đầy trời đồng loạt đánh xuống mặt đất bị đám viên mình tiến phòng hộ ngăn trở bắn tung tóe ra vô số tia lửa công kích như thế nếu như bình thường đương nhiên đám người viên mình sẽ không để vào trong mắt chỉ là lần này số lượng thực sự quá nhiều tụ tập ở một chỗ vẫn không thể khinh thường đám người tự nhiên tế ra các loại pháp bảo phù lục chống cự công kích ở trên không trung bên này chưa ngừng thì đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt dưới chân đám người mặt đất vỡ ra từng khai hở thô to từng cây yêu đằng như linh xà tới dưới mặt đất chui ra quấn quanh thứ bọn hắn thấy thế gần như tất cả mọi người hoảng sợ may mắn bản thân cũng tùy tiện độn thổ nếu không dưới đất gặp phải những vật này chỉ sợ sẽ bị yêu đoàn quấn quanh ngăn cản ngạnh sinh sẽ bị vây giết đúng lúc này một mảnh thanh sắc quang mang bỗng nhiên từ mặt đất quấy tán ra chỉ thấy ba người trùng linh bách lý truy cùng với hoa bình lưng tựa lưng ngồi trên mặt đất trong tay cầm một khối ngâm tròn màu xanh cô động pháp lực nhắm mắt thi pháp dưới người của bọn họ tản ra vào ánh sáng màu xanh trên mặt đất lập tức sinh ra vài gốc dây leo trắng kiện chui vào lòng đất quân lấy đám yêu đẳng kia lúc trước ở hồ dung nham bọn họ đã làm mất một phần cọc gỗ dùng để bày trận cho nên lúc này một lần nữa thi triển vạn mộc đại trận uy lực đã không bằng lúc trước các vị đạo hữu chúng ta ra sức chống đỡ công kích dưới lòng đất các nơi khác phải xem vào các ngươi rồi trung linh vừa thi pháp vừa nói Nàng nói xong cũng không để ý tới đám người phản ứng Tiếp theo bình tĩnh lo liệu đại trận hiển nhiên ứng đối cũng không nhẹ nhõm bên mình đưa tay vỗ túi linh thú đại bên hông Thả lôi vũ ra Bảo nó bay vào hư không Tự chiến đấu Lôi vũ phát ra tiếng kêu to vui sướng Không chút e ngại xông vào không trung Hóa thành một đạo hồ quang điện Xông vào đội ngũ hỏa hồng chim cắt Lôi quang chớp động Trong khoảnh khắc đánh mấy chim cắt thành than Sẽ mở ra một đạo lỗ hồng trong chúng mà lúc hòa hồng chìm cắt muốn về công đồi vũ lôi vũ đã hóa thành một đạo lưu quang vượt tới một khu vực khác hiển nhiên mục đích của lôi vũ cũng không phải là muốn giao phong cùng với nhiều chim cắt như thế mà là tiến hành quấy rối chúng nhờ đó chìm cắt với khí thế những cầu vòng bị phá từ trên trời bổ xuống hòa vũ quả nhiên giảm bớt những người khác thấy thế cũng rất vấn chấn, đồng loạt thả ra linh thú bay lên không phong tới giữa không trung cùng với lôi vũ tiến hành quân rối chìm cắt bây giờ yêu thú chạy ở trên mặt đất đã vọt tới phủ cận trong đó có thành làng miệng phun phong nhận yêu hồ hình thể to lớn còn cự xa toàn thân vảy xanh sông đồng như đèn hình thái khác nhau cùng mày đại đa số chỉ là yêu thú cấp 1, cấp 2 bên trong còn hỗn tạp không ít cấp 3 tạm thời còn chưa xuất hiện đại yêu cấp 4 số lượng của yêu thú nhiều kinh người càng đến phụ cận mang cho đám người cảm giác áp bách càng mạnh Khùng vân không nhịn được mà nuốt xuống một miếng nhìn thoáng qua linh thú lôi dao của mình lôi dao tựa như tâm linh tương thông với nàng trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng nhưng không có ý mảy may lui ra sau nhìn thành làng nhanh chóng chạy tới há miệng phun một cái lôi quang cuồn cuộn hóa thành một cái vách tường tia chớp ngăn ở phía trước yêu thú nhưng chỉ mới mấy tức công phu vách tường lôi điện đã bị mấy chục đạo phong nhận chém thất tình bát lạc mười mấy đầu thành làng dẫn đầu xông vào nhào tới nàng khung vần thấy thế, thế hai tay bấm điểm pháp quyết khẽ múa ra sức vùng về phía trước mảnh vỡ của lôi tường mới vừa rồi bắn tung tóe lập tức nhanh chóng lượn vòng hóa thành từng đạo lôi nhận xoay tròn phản kích lại thanh lang lời nhận lượn vòng lướt qua nguyệt quang bắn tung tóe thành ngầm sừng gãy vang lên hai đầu thanh lang đối đầu ngã chồng vó lại có càng thêm nhiều yêu thú vọt lên cùng lúc ấy viên minh long trùng ô lỗ cũng đồng loạt xuất thủ hai thanh trường thương một tím một làm bắn ra đào qua dòng lũ yêu thú những nơi đi qua nhấc lên từ cơn gió tanh mưa máu tiếng rú gào thống và tiếng oanh mình xen lẫn không ngừng ô lỗ tế ra một thanh pháp bảo huyết sắc nguyệt nha lúc vung vẩy màng lớn nguyệt nha rơi vào bên trong bảy thú huyết sắc nguyệt nha dị thường sắc bén nhẹ nhõm chém từng đầu yêu thú thành hai đoạn huyết vụ đầy trời kim vân tiên tử thiên bảo đạo nhân thổ thắng thì canh giữ ở trước gương bạc linh quang trong pháp bảo không ngừng bắn ra từng đạo công kích lăng lệ đỡ được đại quân yêu thú tấn công một bên khác. Bảy người trong đại quân yêu thú, vô thiên cái địa lộ già có chút nhỏ bé, nhưng mà phấn khởi cũng dũng mãnh dị thường, pháp bảo linh thú quang mang nối thành một mảnh, kết thành một bức tường ánh sáng thật lớn, trong lúc nhất thời ngăn trở được một đám yêu thú. Mà được bảy người bảo vệ, ba người trung linh hết sức chuyên tâm, thôi động vạn mộc đại trận không trọn vẹn, ngăn trở yêu thú dưới lòng đất. Những yêu thú này thực lực không cao, tăng thêm linh trí có hạn trước đây dựa vào một cỗ khí thế như trẻ tre làm người ta nhìn mà phát khiếp chẳng qua hiện tại cỗ khí thế này bị đám viên mình từng tâm nhiệt lực đánh tan tự nhiên uy thế giảm mạnh mấy người đang muốn thở vào bỗng một tiếng bạo giống chuyển đến một con cự viên đen xì cao lâm trượng hình thể khổng lồ từ trong bày thú vọt ra còn mắt như hai viên tinh thạch màu tím to bằng cái thớt trên thân tràn gặp yêu thú cường đại trong tay nắm một gốc tiết mộc to lớn chạy ở giữa khiến cho đại địa run rẩy nhiễm nhiên là một con đại yêu cấp 4. thần sắc của ba người trung linh đại biến long trùng và khung vân cũng ẩn hiện vẻ sợ hãi sắc mặt của kim vân tiên tử ngương trọng lại không sợ vật tay triệu hồi ra con kim sắc linh cầm kia kim sắc linh cầm phát ra một tiếng dấu vàng xuyên thùng trời cao toàn thân bắn ra kim sắc hỏa diễm hình thành một mảnh kim sắc hỏa vân to khoảng 10 trượng khí tức của linh cầm đột nhiên tăng mạnh chẳng mấy chốc tăng lên tới cấp ba thượng giai đỉnh phong từ giữa không trung phi xuống lao thẳng về phía hắc sắc cự viên hắc cự viên lộ vẻ tức giận một tay chụp tới bật lên đầu thanh lăng ở bên cạnh đập tới hướng kim sắc linh cầm lại bị kim sắc quả vần nuốt hết kim sắc linh cầm bay nhanh kinh người nhóm một cái đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắc cự viên song chảo vồ xuống hắc cự viên nổi giận gầm lên thân hình dừng lại hai tay nắm lấy thiết mộc to lớn thân hình vận chuyển thiết mộc vung tới đánh ra Ngày ngưỡng sông trào kim sắc linh cầm Ở một tiếng vàng lớn thân thể kim sắc linh cầm đại chấn bị một kích này đánh bay lên trên yêu thú cấp 3 đỉnh phong so với cấp 4 cuối cùng chênh lệch vẫn quá lớn nhưng ngày lúc này một bóng người bỗng nhiên lóe ra lại là tuyết rào của bích dao đảo chỉ thấy quanh thân của nàng lóe lên quang mang thủy lam thân hình cao thêm rất nhiều hai chân bốn thon dài mọc ra vài dài đặc hóa thành một đuôi rau lòng đưa ra chậm chậm càng hiện ra bản thể bọt nước tuôn như mưa như sóng lớn nâng lên thân thể của tuyết dao chỉ thấy hai con người của nàng hiện lên vẻ đau thương một nhóm nước mắt như hạt trầu đứt dây lăn xuống nhưng không rơi xuống mặt đất mà từng quả lơ lửng ở trước người nàng bị nàng bấm tay búng ra từng cái mười mấy viên nước bắn ra đánh trên người hắc cự viên lập tức chui vào bên trong người của nó hóa thành một đạo thanh quang từ chỗ bị đánh trúng khuếch tán ra chỉ thấy chỗ thanh quang trôi qua thân thể cự viên biến thành màu xanh đậm càng biến thành tinh thạch màu xanh biếc hắc cự viên kinh sợ Cánh tay vùng lên bàn tay phá không bổ đến thoáng một cái xuất hiện ở trước người tuyết dao lợi chảo to lớn hùng ngang chộp vào nàng tốc độ nhanh vượt qua ánh mắt của tất cả mọi người xoẹt một tiếng thân thể của tuyết dao bị chém thành mấy khúc nhưng không có máu tươi bắn ra thân thể của nàng vậy mà hóa thành một mảnh nước chảy tàn mát bay qua bên cạnh làm quàng lóe lên nước chảy tán loạn ngưng tụ thành thân thể của tuyết dao thoạt nhìn giống như không bị công kích trong miệng của nàng khẽ ngầm một hồi tiếng ca nhũ hòa âm thanh ai oán bì thiết không linh lại mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt quanh quần trong toàn bộ sân cốc yêu thú dòng lũ bị cỗ huyễn âm này ảnh hưởng tốc độ lao nhanh bỗng nhiên trở nên chậm chạp hắc cự viên cũng bị tiếng ca ảnh hưởng ánh mắt hơi mông lung một chút một đạo kim sắc hỏa trụ thô tỏ phóng tới lại là kim sắc linh cầm thừa tờ bay tới hùng hằng va vào chân người hắc cự viên âm một tiếng vàng lớn cự viên cao lớn bị đụng bay ra sao và phải một mảng lớn yêu thú lông vận màu đen dính kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực nhanh chóng lan tràn mà thiết mộc ở trên tay cũng đã biến thành than cốc giữa không trung bóng người liên tục chớp động bằng tầm và cửu vân tiêu hiện ra triệu hoán linh thú gia nhập đoàn chiến lại thấy tới ba đồng đội tinh thần của đám người phân chấn tuyết giao đạo hữu đa tạ kim vân tiên tử truyền âm nói cảm tạ không cần khách sáo một hồi phá vỡ màn sáng chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh bên trong tuyết giao khẽ cười nói cái này là đương nhiên kim vân tiên tử không chậm trễ chút nào đảm bảo lúc hai nữ truyền âm trao đổi đám người còn đang không ngừng phát động công kích tạo thành phòng tuyến thì có ba người tuyết giao gia nhập càng thêm vững chắc đầu vào đấy đẩy lui từng đợt thế công viên mình bấm niệm pháp quyết điểm một cái từ tinh cửu long thương bắn ra một đạo từ quang hùng vĩ ngang qua hai đầu yêu thú gấu đen cấp ba da dày thịt béo gấu đen bị chém thành hai đoạn máu tươi chảy xuống yêu thú gấu đen này có tinh huyết dồi dào viên đạo hữu chớ lãng phí âm thanh của hồng lăng vang lên trong thức khải của viên mình ồ nào viên mình nhíu mày hử lạnh nhưng vẫn phất tay bắn ra một đạo thanh quang cuốn lấy hai cỗ thi thể vào bên trong tu la với huyết đồ trong thời gian này trường thương quán đâm liên tục lại đánh giết vài đầu yêu thú hiệu suất nhanh chóng làm cho đám kim vân tiên tử không khỏi lé mắt lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại ánh mắt trông về phía xa chỉ thấy phía sau rất nhiều yêu thú một đầu yêu mãng dài mấy trăm trượng đột nhiên nghiêng đầu vò thẳng đè qua rất nhiều yêu thú xông thẳng tới bên này yêu mãng có yêu khí hùng hậu hiển nhiên cũng là một con đại yêu cấp 4 thực lực còn mạnh hơn hắc cự viên mấy phần Trường 514 Vào điện Tuyết rào cùng với kiểm sắc linh cầm Vất vả lắm mới ngăn được các cự viên Đã bị thương Nhưng những người khác cũng không dành để ý chuyện khác Nếu như có thêm một con yêu mãng to lớn nữa đầm tới Trận tuyến mà mọi người phải vất vả Mới ổn định được sẽ sụp đổ ngay Tình hình hiện tại rất nguy cấp Che giấu thực lực dù cần thiết Nhưng che giấu quá cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên Tiếng của tịch ảnh vang lên trong thức hải của viên mình Ta hiểu Viên Minh đáp gọn. Chỗ này giao cho các người. Hắn nói một câu với đám lóc trùng và khung vân, đoạn cầm từ tinh cửu long thương vào từ phía con bách trượng yêu mãng. Khi hắn vào tới phía trước, con yêu mãng kia cũng đang ầm ầm lao qua. Nó ngỏng cái đầu to như gian vòng lên, há miệng lớn như chậu máu, phun ra cái lưỡi rắn màu đỏ sậm. Nhè hài chức nhanh độc, ra hai bên để lộ ra hai tuyến độc, phun một cái về phía viên minh. Chỉ thấy nọc độc, độc cuồn cuộn, phun ra như nước lũ, ăn mòn không khí giữa không trung tạo ra những tiếng bùm bụp đồng thời bốc lên một mảnh sương mù lớn màu tím những yêu thú ở quanh đó không kịp né tránh bị dính về nọc độc lập tức ra thịt tiêu tan hóa thành một vũng máu những yêu thú khác hay thế con nào con ấy sợ mất phía vội vàng tách ra hai bên chạy tán loạn về mình lại không hề động đệ chút nào cứ thế để xương độc bao trùm quanh mình từ tinh cửu long thương tỏa ra hào quang ngưng tụ thành cái lồng ánh sáng chắn chung quanh người hắn tất cả nọc độc ở bên ngoài. Cùng lúc đó, một dải sáng màu tím xoẹt qua đầu của yêu mãng. Đầu yêu mãng già chóc thịt bong, cổ bị vạch một vệt dài hơn 10 trượng, máu tươi ào ào chảy ra. Yêu mãng điên cuồng vung về cái đầu, phát ra tiếng gào rít kinh thiên động địa, cây đuôi như một bức tường đen xé gió quét ngang. Viện mình lấy làm kinh hãi, lập tức vung trường thường đâm tới lớp cương rắn, đón đỡ đuôi rắn. Đuôi rắn bị đâm thủng một lỗ, nhưng viên mình cũng bị một lực lượng khủng khiếp hất văng ra ngoài phần thân to dài của yêu mãng đột nhiên biến thành nguyễn ảnh vô cùng linh hoạt cuốn quanh người viên minh rồi ra sức đẻ ép mớ thịt cơ như tình thiết Môn tiếng sắc nhỏ vang lên cả người viên minh bị ép thành một cái bánh thịt máu tươi bắn ra tung tóe bạch trực yêu mãng phát ra tiếng kiểu đắc ý cắn về phía thi thể của viên minh nuốt một tên đáng ghét này vào bên trong bụng phát tiết nỗi hận trong lòng nhưng đúng thời khắc này tầm mắt ở trước mặt nó đột nhiên vỡ vụn thi thể nát vụn của viên mình đột nhiên biến mất không thấy tầm tích tất cả những thứ vừa rồi xảy ra hiển nhiên chỉ là một hồi huyễn cảnh cùng lúc đó từng nhánh dây leo màu tím thô to xuyên qua màn xương độc không chịu chút ảnh hưởng nào nhanh chóng cuốn chặt thi thể của yêu mãng cho nghiến nó như đòn bánh tét không những vậy còn muốn đâm thùng vải của nó để cắm sâu vào bên trong yêu mãng vừa giận vừa sợ lập tức vặn vẹo thân hình dễ dàng kéo đứt hết đám yêu đằng thân ảnh của viên minh xuất hiện giữa không trung hắn nhấc tay vùng lên lực lượng của sao trời ở bên trên từ tinh cửu long thường bắn ra hóa thành một ngôi sao bằng rơi xuống bất tình lình xuyên qua cơ thể của cự mãng đóng đình nó xuống đất hùng quang trong mắt của cự mãng lóe lên thân rắn vặn vẹo cơn rắn thoát ra khỏi tứ tinh cửu long thường chỉ có thể vì thế mà vết thương bị mở rộng gấp mấy lần máu tươi ồ ồ chảy ra cơ hội thốt vẻ vui mừng trong mắt thiện lên viên mình lập tức phủ thần thức xuống thì triển huyễn thuật thêm một lần nữa Về trong thao thiên đình phân hồn thứ nhất cũng đưa thần thức phủ xuống hỗ trợ chủ hồn ánh mắt của cựu mãng nhất thời trở nên đờ đẫn động tác một lần nữa trì trệ một cái bóng màu tím đen ở mặt đất vọt lên nhìn kỹ thì chính là hoa chi nó nhoáng mười một cái rồi chui vào hết vết thương trên thân của cựu mãng những đoạn yêu đằng đứt gãy ở trên mặt đất quanh đó giống như vật sống trườn quanh tới chui vào bên trong vết thương của cựu mãng Yêu mãng chỉ thoáng cái đã thoát khỏi huyễn cảnh, nhưng trong người lại nổi lên cảm giác đau đớn không chịu nổi, không ngừng vặn vẹo lăn lộn thân thể to lớn trên mặt đất. Yêu thú chung quanh đó bị hại thảm, không biết bao nhiêu con bị ép chết. Đám người long trùng thấy cảnh này thì vừa mừng vừa sợ. Cô dao động thân hồn cường đại vừa rồi, viên minh này không phải là... Kỳ vân tiên tử nhìn qua, mắt chớp chớp. Để hoa chi xử lý yêu mãng, viên minh nhanh chóng xách thường phóng tới chỗ hắc cự viên hội quân cùng với tiết giao đánh cho các cựu viên vốn đã bị kìm diễm làm cho bị thương phải liên tục bại lui dù hai yếu tố cấp 4 này đã bị ngăn lại nhưng số lượng yếu thú sống tới sân cốc càng lúc càng nhiều đám người chỉ có thể vừa đánh vừa lui tình thế càng ngày bất lợi thiên bảo đạo nhân nhìn đám yêu thú càng lúc càng trồng phía trước quay đầu hỏi kim vân tiên tử còn bao lâu nữa thì mới xong sắp rồi kim vân tiên tử nhíu mày trả lời cộc lốc ánh mắt thủy chúng không rời khỏi tam tiên điển Lúc này, anh bạc ở bên trong cổ kính phát ra công kích càng ngày càng mạnh, màn sáng ba màu có dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa, nhưng muốn công phá hoàn toàn thì hiển nhiên còn cần một khoảng thời gian nữa. Đúng lúc này, nền đất bên dưới đột nhiên chuyển lên một hồi dị động. Trung linh đạo hiếu, cẩn thận giữa mặt đất. Kiên vân tiên tử trong mắt lóe ra linh quang, mặt mày biến sắc nhắc vội. Ba người trung linh nghe thế thì giật mình, đang định phi thân bay lên, thì mặt đất vốn đã bị vạn mộc đại trận. Đan sen chẳng chịt đột nhiên nứt toác ra, hình thành một vết nứt lớn, trực tiếp xé rách vạn mộc đại trường. Chỗ ngồi của ba người trung đình cũng bị một lực lượng lớn lật lên. Chỉ thấy từ sâu bê trong vết nứt bất ngờ có mười mấy rễ cây to lớn màu đỏ sậm phóng ra. Trông như mười mấy cây màu to lớn màu đỏ ngòm đâm về phía ba người. Tấm thẻ gỗ màu xanh ở bên hông trung linh tỏa ra tia sáng chói mắt hóa thành một bộ giáp mộc từ dây leo bảo vệ quanh người nàng. Nhờ khi dễ cây đỏ sập đâm đến người nàng, mộc dây leo chỉ gắn gượng khoảng được một cái trước mắt, thì lập tức sụp đổ. Nhưng chỉ khoảnh khắc này cũng đã đủ rồi, bởi vì vào cùng khoảnh khắc đó, sau lưng của trung linh mọc ra hai đôi cánh lồng vũ nhẹ nhàng. Mang nàng nhanh chóng lé tránh, thoát khỏi đòn tấn công của đám dễ cây. Trung linh cơ cảnh thoát được một kiếp, nhưng Bách Lý Truy và Hoa Bình thì lại không được may mắn như vậy. Bạch Lý Truy bị một rễ cây đỏ sậm đâm trúng ngực. Rễ cây này còn đâm xuyên qua quả linh thú mộc dung của y, sâu cả hai lại với nhau. Hoa bình cũng không đỡ hơn mấy. Linh thú hòa yêu của gã đứng ra ngăn cản công kích chính diện giúp gã. Nhưng không ngờ còn có một rễ cây từ phía sau vòng tới, đâm xuyên qua lồng ánh sáng bảo hộ quanh người hoa bình. Một vầng hào quang màu đỏ từ cây cây kia rốt vào trong thân thể của Bạch Lý Truy và Hoa Bình. Ngay sau đó, có một ngọn lửa từ bên trong ngực của hai người tuôn ra, chỉ chớp mắt đã thiêu cả hai thành chó bụi dễ cây đỏ sậm tập kích cực kỳ đột ngột cả đám chưa có thể ai lo thân người đó cơ bản không kịp phản ứng mà kể như có phản ứng kịp thì cũng không cách nào ứng cứu bách lý huynh hoa huynh trung linh lòng đau như cắt nhưng không có mù quáng xông lên báo thù thụ yêu ở dưới lòng đất vô cùng cường đại chắc chắn là yếu tố cấp 4 giờ lộ mãng đi xuống thì không cách nào đi chịu chết mất đại trận trong lòng đất toàn bộ tam tiên điện rơi vào hỗn loạn dù là đám thiên bảo đạo nhân thủ thắng cũng bắt đầu sinh lòng thoái ý đúng vào thời khắc này họ quang từ chỗ cổ kính màu bạc sau lưng cổ kim vân tiên tử đột nhiên bùng lên tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh chiếu rọi làm cả sơn cốc phủ đầy ánh bạc một luồng gió lốc màu xanh từ trong cổ kính bắn ra chớp mắt sau đó đạo hóa lớn gấp mấy chục lần biến thành một luồng gió xoáy chọc trời bao phủ toàn bộ sơn cốc lại gió rít giống như thủy triều khiến cho sơn cốc nhất thời khắp nơi đều là cát bay đá chạy tiếng sấm rền vang vọng đám người viên mình bị lốc xoáy cuốn vào ai nấy như lá rụng trong cuồng phong chẳng có chút sức phản kháng nào tất cả bao gồm cả đám yêu thú bị cuốn bay bên trong gió lốc vang lên những tiếng điện xẹt sau đó là vô số phong nhận màu xanh to nhỏ đủ cả như đàn châu chấu ào ào lao xuống dưới rồi không ngừng xoay tròn cắt lên màn sáng ba màu màn sáng ba màu chấn động dữ dội chỉ kiên trì được một thời gian hai ba nhịp thở rồi sụp đổ hoàn toàn hóa thành vô số điểm sáng nhỏ như hạt bụi tan biến vào hư không luồng dấu lốc màu xanh nhanh chóng dừng lại rồi tiêu tán chủ thể của tam tiên điện cũng theo đó lộ ra giữa không khí viên minh long trùng thiên bảo đạo nhân và mọi người vui mừng bay về phía tam tiên điện viên minh ở giữa không trung triệu hồi lôi vũ hoa chi bấy giờ đã đánh giết bách trượng mãng yêu hút thành thây khô từ dưới lòng đất quay về bên cạnh viên minh khí thế của hoa trì lại tăng mạnh thêm không ít đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong vào lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới cấp 4. đi viên minh dẫn theo hai linh thú tiếp tục chạy về phía tám tiên điện đám yêu thú kia dường như cũng bị kích thích trở nên càng điên cuồng hơn hoàn toàn không để ý sống chết Phong tới đoàn người hòng ngăn cản bọn họ tiếp cận tam tiên điện dù trước đó có hắc cự viên bị viên minh và tuyết giáo liên tục đánh giết nhưng hiện tại lấy tên ảnh của mấy yêu thú cao lớn dị thường đang từ đằng xa chạy tới hơn nữa đều là đại yêu cấp 4 thổ thắng xoay cổ tay tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chuông đồng màu vàng đất to bằng nắm tay trông có vẻ cũ nát thoạt nhìn có vẻ khá nặng chỉ thấy y một tay nắm chuông đồng trong miệng vang lên một hồi những tiếng tụng niệm theo tiếng tụng niệm chuông đồng màu vàng đất phát ra một hồi âm thanh ù ù rung động sau chốc lát đã hóa thành một cái chuông lớn cao mấy trượng Thổ thắng nắm chặt nắm đấm đoạn vùng tay lắc lúc này cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói mắt màu vàng đấm một quyền lên chuồng lớn phát ra một tiếng chuông ngân từng vòng từng vòng ánh sáng vàng đất tỏa ra bao phủ toàn bộ đám yêu thú đang sống tới đám yêu thú đột nhiên thấy thân thể nặng thêm gấp 10 lần trăm lần bị ép sát trên mặt đất không thể động đậy nổi trong khi ấy đoàn người tranh thủ thời cờ đáp xuống trước tam tiên điện hoa đảo chủ lại mang cả hậu thổ chung bên người lần này giúp chúng ta một đại ân rồi. Thêm bảo đạo nhân vui vẻ nói. Mau mở cửa đại điện ra, ta không kiên trì được lâu đâu. Thổ thắng mang theo chuông đồng lớn đáp xuống, mồ hôi chảy đầy hối thúc. Kim vân tiên tử thay thế bèn nhắc tay vùng lên, dán một tấm ngọc vũ ba màu lên trên cửa lớn của tam tiên điện. Tức thì linh quang ở bên trên cánh cửa nặng nề nhanh chóng tiêu tán, kẹt một cái mở ra một đạo khẽ hở. Nàng thu hồi tấm cổ kính màu bạc, đoạn tung một cước đá văng cửa điện lách mình tiến vào bên trong những người khác lập tức theo sát phía sau lướt vào trong điện thổ thắng cũng thu hồi hậu thổ trung bay vào bên trong tam tiên điện không còn hậu thổ trung áp chế đam yêu thú bên ngoài lập tức khôi phục tự do không ngừng hướng về phía tam tiên điện gào thét nhưng không xông tới mới còn yếu tố cấp 4 cũng vậy phía trước đại điện là một thông đạo rất dài sâu không thấy đáy Về mình nhúng mày phát giác Nơi đây bị một tầng cầm chế vô hình bao phủ, khiến thần thức không thể khuếch tán ra ngoài. Giờ bên ngoài có vô số yêu thú, trong đó còn có mấy con yêu thú cấp 4, nên cả đoàn lập tức chạy vào sâu bên trong. Mọi người đừng hoảng, đám yêu thú kia chưa đuổi theo. Kiên vân tiên tử mở miệng nói, đám người nghe vậy thì liền nhìn phía sau, thấy nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, đúng thật là không có bóng dáng của yêu thú. Vừa rồi ta thấy hình như những yêu thú này Chỉ đuổi tới cửa đại điện thì dừng lại Có vẻ không dám đặt chân lên cửa điện Long trùng nói Có phải nơi này có thứ gì đó nguy hiểm Đáng sợ hơn cả yêu thú Nên bọn chúng không dám vào trong không Khùng vân do dự hỏi Mọi người trong lòng thầm run lên Đưa mắt nhìn kiêm vân tiên tử Nàng ta dùng cổ kính màu bạc Đánh vỡ màn sáng bên ngoài tam tiên điện Sau đó lại dùng một tấm ngọc phù ba màu Mở cửa đại điện ra chắc chắn nàng ta hiểu không ít về tình hình ở đây. Các vị yên tâm, bên trong tam tiên điện không có nguy hiểm. Kim vân tiên tử vội chấn an, xong cũng không giải thích tiếp, mà cứ đi về phía trước. ven mình chớp mắt rồi cất bước đuổi theo. Những người khác thấy thế cũng đồng loạt theo sát phía sau. Yêu thú phía sau vẫn chưa đuổi đến, đám người mới dần thả lỏng, bắt đầu chú ý tình cảnh chung quanh. Thông đạo được xây dựng từ vật liệu màu vàng kim, khắp nơi là vàng son lộng lâu, điêu rồng khắc phượng lộ rõ phong thái tiên giả nhưng ngoài những vòng hoa văn diễm lệ phù điêu bích quạ tinh tế thì nơi này chẳng có bảo vật gì để thu lấy hết chương 514 cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị vì...